Xin chào anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Godman K350 là một cây organ dành cho mọi khách hàng, có mức giá cực kỳ hấp dẫn cùng với nhiều tính năng hiện đại. Các bạn hãy cùng team đón tiếp khách hàng đến showroom 347 Điện Biên Phủ để trải nghiệm và đưa K350 về quận 4 hôm nay nhé. Nào anh em, hãy bắt đầu video thôi. Bên trong thùng sẽ gồm có đàn, giá để sách, sách hướng dẫn, nguồn, chiếc organ cùng với phụ kiện đang được nhân viên chuẩn bị cho chú. Toàn bộ đàn được cố định bằng hai miếng xốp dày chắc chắn, thân đàn bên trong bao ni lông dày và nhân viên đang tháo xốp cùng ni lông bảo vệ đàn K350. Anh em hãy cùng chú bóc siêu đàn nhé. Đây là vẻ đẹp mà K350 đem đến cho người chơi. Thân đàn dày vô cùng chắc chắn với thiết kế hình chữ nhật góc cạnh, logo nhà sản xuất ấn tượng, nhiều cổng kết nối tiện dụng cho người chơi và tên model K350 đầy sự trao chú. Các nút chức năng theo từng khu vực màn hình hiển thị rõ nét với cặp loa lớn ở hai bên. Khám phá điểm nhấn trên K350 cùng mình nhé. Đàn có 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD, thư viện âm thanh khổng lồ với 657 tiếng, 128 polyphony cho bạn tự do sáng tạo các thể loại nhạc, 160 bài hát được cài sẵn và lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi, 240 điệu cài sẵn và 50 điệu cài thêm. K350 hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như metronome đếm nhịp, split chia bằng phím, bass khóa băng tiếng khi chơi, dance bow tăng giảm tông, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero và cả nhạc hoa. Đàn còn được trang bị các cổng kết nối như USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Chế độ bảo hành thì cực kỳ hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Chú đang tìm hiểu cách sử dụng các chức năng trên đàn. Tất cả các thắc mắc của chú đều được nhân viên hướng dẫn đầy đủ và cụ thể, và khách đang tập sử dụng các chức năng cơ bản trên K350 với sự quan sát và chỉ dẫn kế bên rất nhiệt tình của bạn hướng dẫn. Anh em hãy thưởng thức chất lượng âm thanh tuyệt hảo trên K350 được biểu diễn bởi bạn nhân viên chúng mình nhé. Quà tặng theo đàn đã được chuẩn bị gồm bao đàn cao cấp, pedal, chân đàn và saxophone. Chiếc organ được bọc xốp cẩn thận trước khi đưa vào thùng. Hai bạn nhân viên tiến hành bọc cây đàn với nhiều vòng ni lông chậm rãi và cẩn thận toàn bộ các mặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất đến với khách hàng. Chiếc đàn cùng quà tặng được nhân viên đem để lên xe cho chú trở về. Cảm ơn khách hàng đã đến và lựa chọn Minh Phụng Music để bắt đầu khám phá vẻ đẹp âm nhạc. Vậy là video khách hàng đến Minh Phụng Music mang K350 về quận 4 hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.